Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Clamarock nhận được 100 token qua HL nha. Từ một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 1 tỷ, đã có 1.189 tài khoản holder và đã phát sinh 2.699 lượt giao dịch nha. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamarock.net. Mình có thể gặp website của mình để ở phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website của mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình nhé. Rồi, ký hiệu qua HL token 18. Các bạn nhấp tiếp theo, thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamarock.net. Nhấp vào bên hai và link các hai phím và nhận token nha. Rồi, các bạn nhấp vào hình ảnh của pop-up của website thì nó sẽ đây. Thì hình ảnh drop nó sẽ kết thúc vào 5 ngày nữa nha. Thì các bạn nhấp vào phần Clam 100 đồng qua HL drop đây. Nó yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo, nhấp kết nối. Ký ra là 0.000468 BNB này, nhấp xác nhận cho mình. Còn ở đây các bạn có thể bỏ một số 4 nhỏ là 0.01 BNB mua cái đem mua và nhận được 5.000 đồng các phần qua hết rồi. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamarock.net nha. Để cập nhật các dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất từ bên mình cập nhật lên trên website hàng ngày. Rồi, nếu bạn chưa có tài khoản thì các khoản ba lần trên Metalo MXP, ủng cách Kobe và nhiều tài khoản giao dịch cập nhật khác, các bạn cũng có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Mình đã hướng dẫn các bạn cách được khả năng nhận được 100 đồng token qua HL. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách là bật đăng ký và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Rồi. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.